nhỉnh lên một chút xíu. Tuy nhiên cái này bà con cũng lưu ý là tùy khu vực nha bà con. Chỗ nào bán được tiêu thụ tốt thì được đẩy giá lên cao, thì kênh Nhà Nông Miền Tây báo giá là giá chung của một khu vực. Còn tùy mỗi một địa phương nó sẽ có một cái sự chênh lệch nhất định ha bà con ha. Có thể là tăng lên 1.000 nhưng mà giảm thì có khi giảm tới 2-3.000 lần. Đó, bà con lưu ý vấn đề này dùm kênh Nhà Nông Miền Tây. Bởi chỗ nào mà mua bán hỏng được thì cái mức giá nó sẽ xuống thấp hơn rất là nhiều. Rồi, hôm nay ở miền Tây thanh long ruột đỏ loại 1 từ 14 cho tới 15 ngàn, loại 2 từ 11 cho tới 13, loại 3 là từ 8 cho tới 10 ngàn đồng. Thanh long ruột trắng ở miền Tây mua xô là từ 6 cho tới 8 ngàn đồng. Còn ở Bình Thuận thì thanh long ruột trắng bò đẹp là 9 ngàn, 8 ngàn, 7 ngàn, bò sàng là 6 ngàn, 5 ngàn và 4 ngàn. Hàng giạc là từ 1 đến 2 ngàn đồng nha bà con. Mua xô là từ 4 cho tới 5 ngàn đồng. Còn thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp giá về vừa là từ 12 cho tới 14 ngàn đồng. Bà con nắm giá ngày hôm nay nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.